Xin chào tất cả các thầy cô giáo. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần số 5 của chuyên đề rèn luyện phát triển ngôn ngữ cho học sinh. Ở chuyên đề 5 này, chúng ta sẽ giúp học sinh luyện tập cách sử dụng ngôn ngữ nói phù hợp với các tình huống giao tiếp. Để làm rõ được phần này, thì chúng ta sẽ có một số yêu cầu với học sinh. Đầu tiên là các em phải có sự tự tin giao tiếp, không được im lặng. Trong cả buổi học, trong cả buổi thảo luận, tất cả đều phải nói, phải trao đổi. Bài tập khi mà cô giáo đưa cho phải thực hiện. Thứ hai là để thực hiện được phần giao tiếp này thì học sinh sẽ phải chú ý các yếu tố như hoàn cảnh giao tiếp, nhân vật giao tiếp, nội dung giao tiếp, mục đích giao tiếp, vân vân. Với học sinh lớp 10 thì các em đã được học về bài này nên nó không còn xa lạ. Còn với các em học sinh ở các lớp khác dưới lớp 10 thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho học sinh hiểu qua một chút về các yếu tố hoàn cảnh, nhân vật, nội dung và mục đích giao tiếp. Có thể lấy ví dụ cụ thể để các em hiểu rõ hơn. Thứ ba, cần phải hướng dẫn học sinh là trong những tình huống giao tiếp thì các em luôn luôn cố gắng thể hiện thái độ tích cực nhất. Có thể gặp những tình huống không hay, thế nhưng mà phản ứng của chúng ta thì phải ưu tiên cho sự tích cực, sự vui vẻ. Tiếp theo, phần thứ tư cần phải nhớ khi mà chúng ta thực hiện cuộc giao tiếp là chúng ta cố gắng kết thúc những lời nói của mình, phần đối thoại của mình bằng một câu hỏi mở cho đối phương. Vì câu hỏi ấy, nó sẽ giúp cho cuộc đối thoại tiếp tục diễn ra. Và câu hỏi mở là câu hỏi để đối phương sẽ suy nghĩ và trả lời chúng ta nhiều hơn là những câu hỏi đóng chỉ có hay không. Tiếp theo, cuối cùng là chúng ta phải chú ý đến yếu tố phi ngôn ngữ. Thường thì trong quá trình học, các em sẽ được giáo viên hướng dẫn cho sử dụng yếu tố ngôn ngữ. Thế nhưng mà yếu tố phi ngôn ngữ thì ít khi được nhắc tới. Tuy vậy, theo một số điều tra, một số nghiên cứu thì ảnh hưởng tác động của cuộc đối thoại nó diễn ra chỉ có 7% là do ngôn ngữ. Còn lại, tất cả những yếu tố khác ấy thì nó lại tác động mạnh hơn và cái đấy là yếu tố phi ngôn ngữ. Yếu tố phi ngôn ngữ nó sẽ gồm rất nhiều, ví dụ như biểu cảm khuôn mặt, động tác tay, nụ cười, ánh mắt, đặc biệt là phải sử dụng ánh mắt. Khi nói phải hướng ánh mắt về người đối diện, cả cơ thể cũng hướng về họ, và có thể là một số những yếu tố mang lại sự thân thiện, hòa đồng, ví dụ như bắt tay, làm các cử chỉ giống với cả đối tác của mình. Đó là một số những yêu cầu ban đầu. Giáo viên có thể là viết yêu cầu này dán lên trên bảng hoặc dán quanh lớp học để học sinh luôn luôn nhớ đến điều đó. Tiếp theo, phần quan trọng nhất của buổi học chính là chúng ta sẽ phải đưa học sinh vào thực hiện các bài tập một cách tích cực nhất để học sinh rèn được sử dụng ngôn ngữ nói phù hợp với các tình huống giao tiếp. Ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều bài tập, nhưng mà tôi xin giới thiệu một số loại bài tập mang tính chất đơn giản, phổ biến mà thầy cô có thể đưa cho học sinh. Ví dụ bài tập số 1, em hãy xử lý các tình huống sau bằng lời nói hành động cụ thể. Tình huống thứ nhất, có người lạ tới nhà, nói là thăm bố mẹ, em sẽ làm gì nếu bố mẹ có nhà hoặc bố mẹ vắng nhà? Đấy, ví dụ với tình huống này thì chúng ta sẽ cho học sinh thảo luận với nhau. Mỗi em có thể đưa ra được một cái phương hướng nhất định. Giáo viên khi mà học sinh đưa ra phương hướng thì có thể đưa ra những nhận xét xem là cách ứng xử này ấy, thì nó có phù hợp không? Cách ứng xử ấy nó có đảm bảo văn hóa không? Đấy. Đồng thời có thể đưa ra một số gợi ý về cái cách sử dụng từ ngữ của mình. Ví dụ như là khi có người lạ tới nhà, nói là thăm bố mẹ, mà bố mẹ có nhà, thì việc đầu tiên không phải là em chạy vào gọi bố mẹ ơi có khách, mà em sẽ phải chào khách, em sẽ phải hỏi khách. Đấy, sau đó thì nếu là người mà thực sự em cảm thấy có sự tin tưởng ấy, thì em có thể mời khách vào nhà ngồi uống nước, sau đó thì mời bố mẹ xuống để nói chuyện với khách. Tuy nhiên trong trường hợp thứ hai, bố mẹ vắng nhà, thì em lại hạn chế không lên mở cửa, mà em có thể là chào hỏi họ này, rất là lễ phép nói rằng là bố mẹ cháu vắng nhà rồi ạ, cháu không có chìa khóa để mở, bác có thể gọi điện cho bố mẹ cháu, hoặc là bác có muốn nhắn gì thì cháu sẽ về nhắn lại.
tất cả những cách ứng xử đó đều thể hiện mình là người lớn trưởng thành và gây được thiện cảm với cả người đối thoại. Ngoài ra thì ở đây thầy cô có thể đưa cho học sinh xử lý những tình huống như sau nữa. Ví dụ tình huống số 2, em mượn bạn đồ nhưng bạn bảo là bạn đang cần và không trả, không đưa cho em, thì em sẽ nói gì? Tiếp theo tình huống số 3, em muốn trèo lên cây bàng nhưng mẹ em bảo không được trèo, ngã đấy. Tình huống số 4, em gặp một người họ hàng mà vợ của họ vừa mới mất. Tình huống số 5, bạn ngồi cạnh của em bị điểm thấp hơn em sẽ nói gì? Tình huống số 6, mẹ em bị ốm. Tình huống số 7, có một thằng côn đồ đang xin điều em. Và em sẽ nói gì nếu em đang ở trong trường? Trường hợp thứ 2, em sẽ nói gì làm gì nếu em ở ngoài đường? Tình huống số 8, em bị chê xấu trai bởi thứ nhất, một em bé, và thứ hai, một người bạn học. Với từng người thì em sẽ nói gì? Tình huống số 9, em đang cần vay tiền. Tình huống số 10, em tức giận vì có một bạn nói xấu sau lưng em. Tình huống số 11, em phải trông một em bé đang học bài, nhưng em ấy cứ đòi chơi game và lại ngắt lời em. Tình huống số 12, khi em bước vào cơ quan của bố hoặc mẹ em, mọi người cứ nói đùa, cháu là con ai đấy, trông không giống bố chút nào cả. Tình huống số 13, giáo viên nói sai cái gì đó khi đang giảng bài. Tình huống số 14, trong một cuộc thi, em là nhóm trưởng và em phải giới thiệu trong vòng 2 phút về đội của mình để gây được thiện cảm với ban giám khảo. Em sẽ nói gì? Tiếp theo, tình huống số 15, em đang trả lời bài cũ thì phát hiện bị tuột khóa quần. Tình huống số 16, trong một cuộc thi hùng biện, ban giám khảo hỏi em, nếu sau này con em hỏi, bố đã từng quay cóp hay trốn học chưa, em trả lời như thế nào? Tiếp theo, tình huống số 17, em đại diện cho lớp đứng lên chúc mừng cô giáo nhân ngày 20 tháng 11. Tình huống số 18, có một bạn nữ cùng lớp với em nói rằng tớ thích cậu. Tình huống số 19, em hùng biện thuyết phục mọi người về tác hại của việc khạc nhổ bừa bãi. Tình huống số 20, trời đang mưa, em cùng chú mưa với mọi người. Tình huống số 21, ở lớp học, em gặp một bạn mới chuyển vào lớp. Tình huống số 22, ở hàng ăn, em gặp bạn cùng lớp đang bước vào. Đó là hệ thống bài tập số 1. Đây là hệ thống bài tập đơn giản nhất mà học sinh có thể đưa ra nhiều lựa chọn của mình. Khi học sinh đã làm được hệ thống bài tập số 1 thì chúng ta sẽ cho học sinh làm tiếp phần bài tập số 2. Ở bài tập này, học sinh sẽ kể lại một tình huống mà các em gặp phải, đồng thời phải nói rõ ngôn ngữ và hành động cử chỉ em sử dụng trong tình huống đó. Bước tiếp theo, sau đấy thì các em sẽ ghi tất cả những lời nói của mình lại và làm một phần thao tác không thể quên được. Tức là các em sẽ phải làm thế nào để đánh giá lời nói, xem lời nói được hay chưa này. Đấy. Tiếp theo thì sẽ cố gắng biến đổi lời nói cho chỉnh chu, cho hấp dẫn hơn. Ví dụ ở đây có cách là biến lời nói thành một lời có biện pháp tu từ. Ví dụ có các biện pháp so sánh, hiên hóa, ẩn dụ. Hoặc là biến tất cả các câu phủ định thành câu khẳng định. Ví dụ học sinh sẽ biến những câu mà có cái từ nói không được hay đừng trở thành nói lên, hoặc là trở thành câu là hãy chẳng hạn. Tiếp theo, chúng ta đến với hệ thống bài tập số 3. Đây là hệ thống bài tập rất là mới và thú vị, nhưng nó sẽ rất phù hợp với học sinh, đặc biệt học sinh cấp 2. Đấy là điền lời thoại cho một đoạn truyện tranh chưa có lời hoặc là lời không rõ. Học sinh có thể thoải mái tưởng tượng để điền lời làm sao cho phù hợp. Ở lớp mà có khoảng độ 10 học sinh thì tôi tin rằng là 10 em sẽ có 10 ý kiến khác nhau. Điều đó rất là thú vị. Nhưng cái mà cần phải lưu ý chính là khi học sinh đưa ra lời thoại xong phải nhận xét ngay. Bởi vì có rất nhiều em học sinh rất là nghịch, các em sẽ đưa ra những lời thoại mang cái tính chất nghịch ngợm. Ở đây lời thoại như thế nào là đánh giá chính bản thân học sinh. Do vậy giáo viên phải có sự tư vấn cho phù hợp. Trên màn hình tôi đang minh họa ví dụ một cái đoạn trích từ truyện tranh Doraemon. Ở đây toàn bộ các lời thoại là những cái phần tiếng Nhật, và học sinh sẽ không sử dụng cái tiếng Nhật này. Học sinh sẽ thay cái phần đối thoại bằng ngôn từ tiếng Việt.
để làm cho câu chuyện này thật hấp dẫn. Tiếp theo, bài tập số 4. Bài tập số 4 là giáo viên cho một tình huống, hoặc là các em có thể tự nghĩ ra một tình huống cũng được. Và sau đó nhiệm vụ của cả lớp là cùng sáng tác một câu chuyện với lời thoại của các nhân vật. Hoặc là ở đây chúng ta có thể chia nhóm nhỏ để học sinh sáng tạo một lời thoại. Cứ mỗi một bạn trong một nhóm ấy sẽ đóng vai là một nhân vật, để nghĩ ra lời thoại dành riêng cho nhân vật đó thôi. Sau đó gộp lời thoại vào thì câu chuyện của chúng ta chắc chắn là sẽ rất thú vị đấy. Tiếp theo, bài tập số 5 là nhận xét ngôn ngữ của các nhân vật trong một số tình huống. Ở đây chúng ta sẽ không chỉ nhận xét ngôn ngữ nói phát âm bằng miệng, mà chúng ta sẽ nhận xét cả ngôn ngữ của cơ thể nữa, hay gọi cách khác là các yếu tố phi ngôn ngữ. Khi mà nhận xét thì chúng ta sẽ cho học sinh đánh giá cái cách bao quát nhất, xem là nội dung của những cái từ ngữ, ngôn ngữ, hành động ấy là gì. Từ đấy chúng ta sẽ để cho học sinh có một cái hành động, cái ngôn ngữ riêng của các em ở trong tình huống ấy. Chính vì cái sự nhận xét là mang cái tính chất vừa chủ quan vừa sáng tạo ấy, thì chúng ta mới giúp học sinh được phát triển được ngôn ngữ của mình. Trên đây là tôi đang giới thiệu cho các thầy cô về phần chuyên đề rèn luyện phát triển ngôn ngữ, với cả việc sử dụng ngôn ngữ nói phù hợp với cả tình huống giao tiếp. Tôi hy vọng là bằng những bài tập này, các thầy cô sẽ hướng cho học sinh có cái tiết học thật thú vị với sự phát triển ngôn ngữ của các em trong hiện tại và trong cái việc học môn văn nói chung. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo.